Anh Tuấn, tại sao lại ngồi đây? Anh có biết ba mẹ đang lo cho anh lắm hay không? Về với em, nhanh lên! Em chết nó đi! Anh không bảo vệ được cho cô ấy. Anh không xứng đáng là một người đàn ông. Ủa anh không phải đàn ông hả? Cái thằng quỷ! Vậy? Có đâu có trong kịch bản đâu? Ủa vậy hả? Em tưởng anh không phải đàn ông quỷ. Đi đây! Thôi! Lộn, làm gì ghê vậy? Lại dừng lại.